được tôn vinh, nhưng cứ đến tháng 11 giáo viên lại than trời. Ngày 20 tháng 11 năm 2022 là vừa tròn 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, các cơ sở giáo dục trên cả nước đều có các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11. Thế nhưng, những hoạt động rầm rộ nhằm chào mừng ngày nhà giáo từ lâu vô tình trở thành áp lực cho các thầy cô giáo. Trong các hội nhóm giáo viên trên các mạng xã hội, không ít giáo viên than trời vì tháng 11 là thời gian giáo viên khổ nhất trong năm. Nguyên nhân đến từ các cuộc thi lớn bé như thi Tết dạy giỏi, thi giáo viên dạy giỏi, thi viết chữ đẹp, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi trang trí lớp học, thi văn nghệ nhà giáo. Không chỉ những cuộc thi của mình, các giáo viên còn phải hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh của mình tham gia các cuộc thi, thi vở sạch chữ đẹp, thi làm báo tường, thi viết vẽ về thầy cô. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta tiết chế lại các hoạt động, dành nhiều thời gian cho việc giáo dục đào tạo được hiệu quả. Các hoạt động trong nhà trường nên chia ra nhiều khung thời gian trong năm học, không nên đều dành mục tiêu chào mừng ngày 20 tháng 11 dẫn đến sự cập dập tổ chức trong một thời gian ngắn. Tôn vinh, tri ân thầy cô không phải chỉ một ngày, một tháng, mà là suốt cuộc đời mỗi người học trò. Hãy để những tình cảm cao quý của học trò xã hội dành cho thầy cô giáo thuận theo tự nhiên. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.